À, chim này là chim ấy. Chim này là chim đã có người từng nuôi rồi. Thảo nào. Dạn không này các bạn này. Có dây thít ở chân nhá. Đây có dây thít này. Mình chào tất cả các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Đây gọi là cây nhà lá vườn các bạn. Đây là một cốc nước vối cho một ngày hè nóng lực. Mình vừa nghỉ giải lao các bạn, vừa nghỉ giải lao và hãm lấy ca nước vối uống. Mình mời tất cả các bạn dùng một cốc nước vối với mình nhé. Tuyệt vời luôn các bạn. Một ngày làm việc mệt mỏi, thế nhưng nếu như mà được một cốc nước vối này mà cô cho đặc đặc vào, thời tiết với cái thời tiết mà oi bức như này, cho một viên đá vào nữa thì quả là tuyệt vời. Thế nhưng mình mới hãm xong nó vẫn còn nóng ấy, thì cũng đang khát nước quá, không còn thời gian để chuẩn bị nữa, cho viên đá vào nữa. Mình vừa mới lại săn lấp lại cái avi cho nó phẳng phiu lại cát các bạn, thì lại quay về thăm lại những chú chim của mình này. Đây là chú chim chè. Thời gian gần đây mình cũng ít quay cho các bạn xem đúng không? Mình đã tách ra con này ra là con này là có một cái thái độ rất chi là tốt luôn. Sáng ngày ra nó đã bắt đầu líu rồi đấy các bạn. Đã líu rồi mà giọng của nó không căng bởi vì là chim vẫn chim non mà. Nhưng mà rất chi là mau mỏ luôn. Tuyệt vời lắm. Mấy anh em bảo là để cái con này để chơi thế thành ra là mình lại bỏ cái con này ra để chơi. Thế còn con mái thì vẫn ở trong này các bạn ạ. Con mái vẫn ở trong này đây này. Đấy, nó vẫn đang rỉa lông đánh cánh này. À đấy, đi qua mấy quả bưởi này. Thời tiết nó nắng quá thì nó phải che vào quả bưởi này. Nhiều các bạn bảo anh ơi anh kiểm tra quả bưởi xem chất lượng thế nào. Thế nhưng mà thực ra thì cũng nó chưa được đến ngày các bạn. Chưa đến ngày chưa thể kiểm tra được. Đấy. Nhưng mà cơ bản là các bạn nhìn có thể nhìn bên trong này. Quả nó vẫn tươi này. Đấy, quả nó vẫn tươi. Chưa có một cái dấu hiệu gì cả. Nói chung là mình cũng mong sao là khi mà khoe lên như này thì nó cũng có một cái kết quả thành công thôi. Chứ còn thì bây giờ mà không thành công thì lại mang tiếng là nói điêu các bạn nhỉ. Bởi vì nó nhiều lần trước thành công mà lần này mà không thành công thì đúng là thật sự là nói điêu rồi. Thế mong sao là thành công để chia sẻ đến cho các bạn. Đây quả này cũng vậy này. Cũng đang ok rồi. Mình chưa được ngày tháo thì không tháo được đâu các bạn. Bao giờ nó phải liền sẹo vào với nhau cơ. Hai cái vết thương nó liền vào với nhau ấy. Mình cái hiểu lôm la đơn giản là như kiểu như là khi chúng ta mổ vết thương hoặc là khâu vết thương đơn giản là như vậy thôi. Nó cùng gen với nhau thì nó cũng rất nhanh nghiền thôi mà. Đấy. Rồi bây giờ thì lước lôi rồi. Giờ mình lại tiếp tục với cái công việc của mình thôi.
Công nhận cái thời gian này mình cũng nhiều việc thật các bạn ạ. Đến khi các bạn nhắc tới thì mình mới bắt đầu nhìn thấy ra. Bởi vì là nhiều các bạn cũng bảo trong cái AV này nó cũng mất vệ sinh quá. Và cái kiểu như là sau nước lụt đấy các bạn. Sau lúc lụt thì các cây này nó bắt đầu nó kém dần, nó bắt đầu nó chết. Đúng là mình cũng không để ý gì, vì là mình cũng mải là phục vụ cái vườn hoa này, rồi thì phục hồi lại tất cả những cái gì sau lũ lụt. Nói chung là nó cũng rất chi là nhiều việc. Hôm nay nó bắt đầu dọn dẹp lại tất cả những cái cây nó bẩn thỉu, những cành nó chết đi cho nó sạch sẽ thôi các bạn. Đấy, bỏ công bỏ sức ra cái sạch sẽ ngay. Tiện lại dọn luôn cả bên chuồng khiếu này, rồi thì bên chuồng vịt bên ương các bạn này. Thực ra mình cũng không có thời gian mà. Còn lúc thì cái việc lọ các cụ bảo này, nhiều khi đồng bốc thì qua, đồng quà thì lại nhớ. Những cái việc cần làm thì lại quên, nên là những cái việc không cần làm thì lại nhớ. Hay hay thế. Đấy, bên này cũng rửa ráy vệ sinh. Ok hết rồi. Đấy, nhắc đến cái dọn dẹp này, vệ sinh này, mình lại nhớ ra một cái việc là cái mình gọi là cái con gì nhỉ? Vi sinh đúng không nhỉ? Vi sinh đúng không? Nói cái từ sinh thì nghĩ ngay ra là giờ mình lại phải đi lấy ít xỉ than các bạn. Ở ngoài này có con chim gáy ở ngoài này. Các bạn có nghe thấy không? Đấy đấy các bạn thấy chưa? Nó kêu ở trên đỉnh cái chưa không nhà mình này. Ô hay đấy nhỉ. À mình cũng hiểu nguyên nhân vì sao rồi. Mình có nghe đây thằng Hiệp nó bảo là trên chỗ nhà cháu có hai con chim gáy nó hay về lắm. Thì chắc là mấy hôm nay con chim gáy ở trong AV của mình nó ấp ấy. Con gáy mái nó ấp thì chính là con gáy trống nó lại gụ. Thế là thành ra nó lại, mình nghĩ là có khả năng nó gọi được về đây. Nhưng mà vẫn từ đấy là mình vẫn chưa nhìn thấy nó đâu. Sáng nay mình nhìn thấy hai con nhé. Một con trà màu, một con trà màu lân đẹp tuyệt vời luôn. Nó chuyên ra tắm ở trên cái bể nước của nhà mình ấy. Bởi vì trên đấy nó có cái bể nước mà nhà mình hay máy nước tràn ấy. Nó hay có chỗ nước đọng vào là nó rất nhiều chim tắm ở trên đấy. Đấy, thế là lại nhìn thấy một tiếp một con khuyên níu ngọn cũng ở. Ui đây. Đây các bạn này. Ui gáy già nhá các bạn nhá. Ui gáy già này. À có dây thít ở chân. Ồ có dây thít ở chân luôn nhé các bạn nhá. Mình phát hiện có dây thít ở chân kìa. À chim này là chim ấy. Chim này là chim đã có người từng nuôi rồi. Thảo nào. Dạn không này các bạn này. Có dây thít ở chân nhá. Đây có dây thít à. Có đây. Nói chung là không bắt được đâu các bạn, nhìn thì thế này thôi. Lúc là con chim thì chim trời nó ngay trước mắt mình này. Thế nhưng không bắt được. Linh ơi. Không làm gì được các bạn. Định bảo Linh là mang cái giỏ cám ra cho nó ăn, thế nhưng mà để nó xuống, nhưng mà chim trời không làm gì được đâu. Cú 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 cú. Để mình thử xem các bạn nhé. Cú 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 cú. Nếu như mà chim gáy mà gáy con hàng xịn ấy, là cũng mổ này là nó hụ luôn này, là hàng xịn luôn. Mình thấy cái cửa của nó bắt đầu dựng lên các bạn. Vui đây nhỉ. Ủa đây, vào gần vào tay mình. Ủa đây, các bạn nhìn dây thít ở chân nó chưa. Khó nhỉ, đúng là đây. Nếu nếu để này chỉ mét nữa là mình với tay được nó thôi này các bạn này, mà không làm gì được luôn. Bởi vì mình không có bẫy mà. Đây các bạn nhìn này. Mình kéo máy quay lên một chút xíu cho các bạn xem này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Sát ngay tay luôn. Các bạn nhìn thấy cái dây thít ở chân không? Đây.
Tuyệt vời đấy, rất chi là tuyệt vời luôn. Chả làm gì được các bạn, chả bắt được đâu. Nếu như người ta có kinh nghiệm, người ta có bẫy là người ta sẽ túm được con chim này. Thế nhưng mà mình cũng có rồi thì túm làm cái gì. Có chăng nếu mà bắt được thì cũng xem nào, vui đấy. Không bắt được, mình nghĩ là không bắt được đâu. Thôi để Linh lấy cho nó ít cám. Linh ơi, Linh ơi, Linh lấy cho bố ít cám đây Linh ơi. Lấy cho bố ít cám đây, bố bắt cho con chim trời này nó ăn này. Nó không dám xuống đâu các bạn. Đây là 100% là chim này là chim dạn người rồi. Có dây thít kia là dạn người cực kỳ luôn các bạn kìa. Có dây thít ở chân kìa. Đấy à, rất chỉ là vui luôn. Bạn ý đã bay ra cái cây xưa kia rồi các bạn à. Thôi nói chung là nếu như mà bạn ý về vườn của mình ấy, thì là cám ở trong vườn của mình thoải mái luôn, không phải lo à. Nói chung là bây giờ mình phải nói cái từ rằng là mình cũng có rồi. Và nếu như nó về đây mà nó ở đây, nó chung vui với tất cả những con chim của mình thì là quá tuyệt vời. Còn thì bắt nó thì mình cũng không muốn bắt. Bởi vì nếu có muốn bắt thì chỉ muốn sờ được nó một cái, được cảm nhận được là đã có duyên, chúng ta đã được chạm tay vào tới nhau. Chứ còn thì nuôi nó thì mình ở trong nhà bây giờ hiện tại đang có 2 đôi cơ. Đấy, cho nên là mình cũng không nói cái từ không thích thì không đúng, mà là để cho nó được tự do ấy. Đây nó đang đi vào chỗ vịt nhà mình có cám ấy, là nó vào đấy. Mình cũng mang cám ra đây rồi đấy các bạn, mình mang cám ra đây này. Mình tung lên để rơi xuống để bạn ý biết đằng xuống này các bạn này. Đây có cả ngô này. Đây cả ngô này các bạn này. Đấy. Thôi bây giờ thì chia tay với lại cái điều có duyên nhưng mà lại không có phận. Nói cái từ vi sinh ấy các bạn thì mình bắt đầu mình đi lấy cái xỉ than các bạn để về để rửa ráy sạch sẽ để cho vào tất cả các bể cá của mình ấy, để cho nó sạch sẽ và có con men gọi là có con vi sinh. Nói ngắn gọn là như vậy. Thời tiết nó cứ vừa mưa vừa nắng các bạn ạ. Thời như này nó chỉ khổ người nông dân thôi. Vì mùa này quê mình là gặt lúa mà. Gặt lúa thì nếu bình thường nắng như này thì không sao đâu, chỉ cần vài hột mưa cái thôi. Thế là lại bon ra chạy mưa, chạy thóc, rồi là chạy rơm. Nói chung là vất vả lắm các bạn. Chỉ có bạn nào đang sống ở nông thôn và đã từng ở nông thôn rồi mới biết cái cảm giác buổi ban trưa đang lắng trang trang mà tự dưng hô hào nhau đi chạy thóc rồi thì chạy rơm rồi cứ thế là người lọ lại chạy hộ người kia. Các bạn thấy không, thời tiết rất chi là hay luôn. Vừa mưa được một cái thôi thế là giờ trời lại bắt đầu lắng quả lắng, tí nữa trời lại mưa giờ đấy. Cái hành trình của mình là tiếp tục lại đi tìm xỉ than và để cho vào trong những cái bể cá đấy các bạn. Chỉ có đi vào những nơi mà ngày xưa làm lò, làm đốt lò gạch lung ấy thì may ra thì là nhiều cái xỉ than. Còn thì xỉ than tổ ong cũng được thôi, nhưng mà xỉ than tổ ong mình lại phải đi lên các quán ăn ấy, nhiều khi cũng ngại ghê ấy. Đây vào trong này khả năng là tìm là dễ có này các bạn này. Đấy. Kia rồi, trong kia là dễ có những cái viên xỉ than đấy. Đây là cái lò gạch mà đốt thủ công các bạn ạ. Nhưng bây giờ là người ta kiểu cấm hết rồi. Người ta không cho đốt, người ta cho sử dụng bằng đốt bằng điện gọi là tí len gì đấy. Cái thời tiết mà lúc nắng lúc mưa này ấy, thì là thường là ví dụ như đi vào những nơi rậm rạp như này ấy, là thường hay xuất hiện là rắn nó lột xác đấy các bạn. Cho nên mình đi đứng là mình phải chú ý. Thì đây là cái điểm mà rất chi là nhiều luôn này các bạn, xỉ than đây. Đấy, loại này thì quá ưng cái bụng rồi. Đây. Mình phải quên đi vội quá, căn bản là vội vội quá không mang cái gì đi để đựng cho được nhiều. Thế này thì
mà cầm tay thì chả bỏ được bao nhiêu. Rồi bây giờ thì mình sẽ tranh thủ nhặt những cái viên mà nó dài dài này để kê lên trên xe cho được nhiều các bạn. Lại sờ tay này lại con hổ mang anh phi phát lên thì thôi rồi, ôi chạy luôn. Bỏ cả máy, bỏ cả xỉ. Ok, gác băng dê. Quanh đi quẩn lại thì vẫn ở trong cái gần cái khu vực làng mình thôi các bạn. Ở đây là cái kiểu như là xóm trên, xóm trên thôi. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy khung cảnh rất là quen, bởi vì là mình từng quay những cái video ở sang bên kia sông cho các bạn xem rồi, và mình quay sang bên này đấy các bạn này. Đây, mình đã chuẩn bị được rất là nhiều luôn. Đường nào tiện công lên, không dùng hết thì ta có thể là để một chỗ. Sau này ví dụ thành đại gia rồi, ví dụ kiếm ăn bằng nghề cá đại gia rồi, lúc đấy là cần cái món xỉ than này rất chi là nhiều đấy. Giấc mơ sẽ thành hiện thực nhưng mà sẽ phải là rất lâu. Rồi bây giờ thì mình tiếp tục lại con đường đi về thôi, nhanh lên không mưa mất rồi. Mình đã rửa ráy sạch sẽ ngon lành rồi các bạn, bởi vì là mình cũng không cần phải ngâm qua xử lý, bởi vì cái xỉ than này ấy, là thực ra nó đã được 3-4 năm phơi mưa phơi nắng ngoài trời rồi. Cái yếu tố độc tố của nó giờ bây giờ nó không còn nữa, mà mình chỉ là rửa qua cho nó sạch sẽ đi thôi. Giờ công việc còn lại là chỉ việc nhẹ nhàng chúng ta trải xuống cho nó. Đây mình trải xuống nhẹ nhàng trong góc này cho nó vừa thẩm mỹ này, vừa kín đáo này. Đấy. Có một cái câu hỏi bao nhiêu năm nay vẫn đi tìm kiếm các bạn. Không biết là sau này nhiều tiền rồi thì mình sẽ làm gì. đấy là những cái câu hỏi của những người nghèo thường hay có những câu hỏi đấy. Không biết nhiều tiền rồi thì mình sẽ tiêu gì. Còn thì cái câu hỏi của người giàu thì mình không biết. Chắc là người giàu người ta sẽ có một câu là: ồ mình nhiều tiền này rồi giờ thì mình tiêu cái gì nhỉ. Đấy, cuộc sống mà nó cứ, nói đơn giản là ở hoàn cảnh nào biết hoàn cảnh đấy. Khi mà giàu thì lại muốn giàu lửa, giàu mãi, nhiều tiền hơn nữa, chả biết thế nào là được gọi là giàu các bạn. Rồi nghèo tí nhưng mà lắm lúc nó cũng vui vui. Nó khó khăn tí nhưng mà lắm lúc nó cũng vui thật ý. Đấy, cứ chảy nó ở dưới như này thì nó sẽ tốt mà. Lấy này, nói chung là thế này là đủ rồi, cũng không cần phải nhiều quá đâu. Còn nếu mà được cả một cái nót phần dưới này nữa thì quá tuyệt vời, ok đúng không nhỉ? Nhưng mà xe mình quên đi, mang đi được theo mà đựng được nhiều thì tuyệt vời hơn. Nhưng mình vẫn phải bớt lại mang xuống dưới, dưới bẻ cá cò. Đấy, ngon này cành đào luôn. Chẳng cần nói thì các bạn biết đúng không? Cái xỉ than này nó đơn giản là nó tạo khoáng này, rồi thì tạo vi sinh, nói chung là những con vi khuẩn có lợi. Đấy, các em nó chào đón xỉ than mới ngoáy đuôi ác ghê chưa này, ngoáy tít thò luôn. Bây giờ thì còn chút này nữa thì mình đã mang ra cái bể cá cò của mình thôi. Ra từ cái bể cá cò này các bạn này, không nghe thấy cái tiếng của con chim gáy nó kêu nữa thì mình nghĩ chắc là nó đi rồi. Đúng là trong cuộc sống thì có nhiều khi chỉ có duyên với nhau một lần thôi, gặp nhau như vậy là được gọi là có duyên rồi. Đấy. Nó về đây nếu mà cảm thấy nó vui thì nó ở lại thôi. Còn nếu nó giống chim thì chả bao giờ mấy khi thì nó ở lại được lâu cả. Nó sinh ra đôi cánh để nó bay đúng không? Chả nơi đâu là cái nơi cố định cho nó, trừ khi chúng ta nhốt nó vào trong chuồng. Nhốt vào trong chuồng rồi thì mày cứ mãi cứ ở đấy thôi. Đấy. Đây, mình hay cho ăn ở cái vế này. Mình hay cho ăn ở vế này thì cái vế này nó hay kiểu như là, dù sao chăng nữa thì nó cũng hay cái kiểu lắng động thức ăn thừa hơn, thì mình để cái xỉ than ở bên này để cho nó lọc nước ở bên này. Còn bao nhiêu là lọc nước sau dần dần nó sẽ sang bên kia. Ok, thế là đã xong công tác cá mú. Bộ môn cá mú này thì các bạn biết rồi đấy, nó lằn mằn lắm, nó không như là bộ môn chim thì chỉ tập hót này, tắm chim mới lại, nói chung là nó đỡ hơn cá này. Cá lằn mằn lắm, cá này chỉ cần sảnh tay cái là thôi đấy, quăng tèo hết. Như chào vừa rồi đấy, mất điện một cái thế là đi hết. Này, chúng mày ăn được cái gì thì ăn đi. Cơm này.
các bạn ạ, khi mà màn đêm buông xuống thì mình vẫn cứ chưa được nghỉ. Bởi vì là sau tất cả một ngày làm việc mình bận san cái AV của mình ấy, thì đến buổi tối thì lại nghĩ ra là mình có một cái ổ trứng này nữa. À, trước khi nói về cái ổ trứng này thì lại tiện cái bàn tay nghệ thuật thì mình lại ngoạch ngoạc cho nó lên vài cái hình để cho nó gọi là có một cái tí tinh thần gọi phấn khởi đấy. Ba bộ mặt này, ba bộ mặt, ba khía cái cảm xúc nó khác nhau các bạn. Mình chứng tỏ mình phục cái hoa tay của mình ghê phết đấy. Thế nhưng thôi được rồi, à, như ở cái tiêu đề ấy, thì mình cũng chia sẻ với các bạn, thực ra là YouTube này người ta cấm sử dụng cái cụm từ gà chọi các bạn, cụm từ gà chọi này. Nhưng bất kể gọi là gà chọi, kê chọi hay là bất kể cái cụm từ gì liên quan tới gà chọi thì mình không dám sử dụng đến cái cụm từ đó. Thì là thành ra là mình phải làm cái tiêu đề là như các bạn đấy, các bạn hiểu lầm là nếu như ai mà hiểu lầm thì lại bảo là mình nghe có vẻ là mang cái tính chất gì nó câu view câu like quá. Thế nhưng mà thôi các bạn thông cảm cho mình là cái cụm từ là ấp trứng gà chọi. Thế nhưng mà nó có chữ gà chọi trong đó thì mình không thể là ghi ở trên tiêu đề được, thì các bạn thông cảm cho mình. Thì hôm nay thì mình lại đem những quả trứng của chú gà chọi đem đi ấp. Nếu như để cho mẹ nó ấp thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ lâu được một lứa hơn. Thì thành ra là mình lại phải vất vả là sử dụng được cái máy ấp này. Thì nói chung là cái bộ môn nuôi gà lon này thì mình cũng bây giờ cũng khá nhiều kinh nghiệm rồi. Thế thành ra là cũng đủ tự tin để nuôi chúng nó. Nhưng còn cơ bản bây giờ là cái phôi của nó có được chuẩn 100% hay không thì nó là cái điều quan trọng nhất. Bây giờ mình đem đi ấp các bạn nhé. Mình cũng phục mình thật, năm lúc mình cũng chịu khó đến khi cảm thấy là mình bất ngờ về mình luôn. Rồi, mong sao là tất cả những cái gì mà nó diễn biến ra đều có những cái hy vọng các bạn ạ. Thì sẽ hứa hẹn thêm 20 đến 22 ngày nữa thì là sẽ có một có những chú gà non sinh tươi được lở ra. Còn thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình nhé. Cái tiêu đề thì nó có vẻ nó hơi tò mò một chút xíu. Thế nhưng mà cái cụm từ gà chọi thì mình không thể đưa vào trong kênh của mình được. Thì cũng rất mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ thì thôi mình cũng kết thúc video. Và mong sao những chú gà con của mình nó được thành công để hẹn 22 ngày sau chúng ta sẽ có một cái kết quả được viên mãn. Còn bây giờ muộn rồi, mình cũng xin phép là kết thúc video. Một lần nữa Long Men luôn chúc các bạn vui vẻ trong cuộc sống và thành công trong mọi lĩnh vực.